Nhìn cái này mình chi xem cậu. Con tôm, con tôm chắc là không được nhỉ. Đi quăng thử đấy. Hello anh em nhá. Hôm nay là mình cùng với ông bạn ở trên này sẽ làm một chuyến đi quăng chài anh em ạ. Quăng chài ở cái hồ này này. Trời nắng hay là cá chắc là nó ra mấy cái bờ kìa. Mấy cái bờ này kiếm ăn, tắm nắng. Cái này là cái lồng bắt quái anh em ạ. Mấy cá à? Ô, thấy cá rô mà. Chắc được cá đấy anh em ạ. Cái lồng này không phải cái lồng bắt quái mà cái lồng gì. Ui giời, ông Sơn này. Ở bên trong cái cống này nó có cái con cá li thi ấy. Nhiều vãi luôn. Anh em mình sẽ đợi tầm khoảng 20 phút để cho cá này về ăn, xong rồi tí em mang chài ra quăng. Ở hồ này nó có rất là nhiều cá to luôn. Có cái con đến tận 8 cân, 9 cân. Cá chép ấy. Ui kìa, cá nhiều lắm Sơn ạ kìa. Thấy kìa, thấy chưa? Cá gì đấy? Ô, được. Đây, anh em thấy chưa? Ui dồi ôi, cá rô này. Sát chưa? Quá khét luôn. Ờ, cái xô đâu? Cái này mang về rán giòn ăn thì không hề làm cá nhảy thì chắc là nhất luôn. Mấy con cá này dính hết anh em ạ. Này. Tối con to lắm. Ừ đúng rồi. Bây giờ để bắt những con hoặc là bắt nhiều hơn ý, thì mình mồi vào ban đêm. Xong rồi tầm 10 giờ hoặc khoảng 20 phút. 20 phút dưới lại ra quăng. Đây, và là mấy con cá bằng từng này anh em ạ. Con bằng tầm này chắc chui rồi anh. Con nào? Con này. Đấy nó vẫn ở đấy, vẫn dính mà. Quá. Chắc là nó mù đấy. Ui này. Cá rô quá nhiều đây anh em ạ, toàn là cá rô bé. Tầm này về thả vào suối, à đâu, thả vào ruộng nhỉ. Vào ruộng. Xong rồi tháo ruộng ra bắt thì. Lọt rồi. Sướng chưa? Chỉ mới tội là không to thôi, chứ thật ra dính nhiều ác anh em ạ. Coi như là gỡ chán luôn. Thùng lắm các bạn. Thế mình buộc cái dây vào đỡ ướt. Chài nhé mà dính con to thì chắc là đứt luôn. Đẹp kinh quá. Con nó lâu hết rồi nhỉ? À này. Đấy con này còn giống hình thù con cá một tí này. Nghe bắt ra được là nói tận chết luôn. Cái của lán chè chắc có ra hết được quá. Vẫn dính mà này. Ok chưa? Được cái con cá này anh em ạ này. Ui, cá này không biết là cá gì luôn. Nhưng mà trước là mình thấy nhiều anh em bảo là mang con cá này về làm cảnh thì đẹp lắm.
Ui, đấy, cá nó còn nhảy lên luôn cơ mà. Đây con nhỉ? Đấy, con này. Con này nữa này. Ui giời. Toàn là cá bé. Thấy con đưa nó vào dính thế nào nhỉ? Ở này, đây là con cá rô bé này. Rô ruộng. Ui, ếch. Ôi, không phải. Con cá. Mới được chưa, còn được con cua. Cua nó không vào ăn mấy cái này, cua nó vào hết. Chém hết. Thấy đây. Có mấy con. Có mấy con à? Ui rồi này, chính ra răng cái này nhàn hơn. Nhàn hơn là vác cái chài kia ra quăng. Ui này, đổ ra xem nào. Được đấy, cái này cắt cơn được luôn. Ui, cái này gọi cá gì nhỉ? Cá lươn kia tám bú. Đây là cái con à, con cá gì đắng nhỉ đắng. Ờ đúng rồi, gọi là cá đắng đi vì ăn nó đắng anh em ạ. Cái này về thả vào bể cá thì đẹp tuyệt vời. Còn đâu là tôm tép cá rô nhiều. Nó giống như kiểu con vịt bản ấy ông Sơn. Không phải à? Ồ. Ảo thật nhờ. Con vịt trời mà giống như kiểu con vịt ta, con vịt bản mình luôn. Hay là vịt cò của bác nào sổng ra đấy. Anh em ơi, ông bạn ở trên này bảo là ở cái ruộng này này là hôm nào cũng thấy con vịt này nó xuất hiện. Và anh em mình có di chuyển đến trên này thì phát hiện ra là nó là kiếm ăn ở đây anh em nhé. Anh em xem này. Đây, đang ở bờ bên kia anh em ạ. Ruộng này là trước là trồng lúa, xong rồi mới cho nước vào ấy. Nó có nhiều con không Sơn? Một con thế. Mình đang di chuyển ở trên này để cho nó bay lên anh em ạ. Nhưng mà nhìn thế này chắc chắn là anh em sẽ không tin đây là con vịt trời đâu. Nó y hệt như kiểu con vịt bản đó anh em ạ. Bây giờ chỉ có cách là mình sẽ làm cho nó bay lên. Thì chúng tôi anh em sẽ biết là con này là con vịt trời hay là con vịt bản anh em nhé. Ồ khéo khi hay là ông ở đây canh rồi tôi chạy về đấy bấy sân. Đây đây. Ồ kìa. Ồ con vịt bản mà. Hả? Nhìn đi hết như kiểu vịt bản luôn. Vãi thật. Hay là con thiên nga nhở? Con thiên nga như kiểu trong... Con thiên nga không phải con thiên nga, mà là con à... Con gì không biết, nói chung là nó giống như kiểu con vịt đấy anh em ạ. Vịt nhưng mà vịt này là vịt bé. Vịt ở trên ruộng, trên hùm. Ok anh em nhé. Phát này là đi bẫy vịt trời luôn. Mình vừa chạy về nhà lấy cái bẫy lên anh em ạ. Bẫy này là bẫy chim quốc cái này. Bẫy con quốc, con tỉ nị. Thì à, mình sẽ dùng cái này để bẫy con vịt. Xem có ok không anh em ơi. À này, cái ao mình thấy xuống kiếm ăn này. Ao chim hùm. Ông bạn mình thì không có người trong nhà nên là không nên cùng mình nhớ. Mà mình sẽ mang cái bẫy lên răng. Răng mấy cái bờ kia anh em ạ. Con này nó sẽ di chuyển kiếm ăn theo cái bờ mà. Chắc chắn là như vậy. Ăn đi kiếm ăn theo bờ. Thì mình sẽ cắm cái này vào, chặn cái lối của nó đi. Khi mà nó bơi qua thì chắc chắn là cổ nó sẽ mắc vào đây. Đây anh em ạ. Cổ nó sẽ mắc vào đây.
và may mắn là sẽ có hàng. Đây này, nó vẫn ở dưới này anh em ạ. Đây. Ui. Mình xuống tận nhà đấy bấy xong rồi mới trở lại thì nó vẫn ở đây luôn. Y như con vịt anh em ạ. Nhìn giống vịt nhưng không phải vịt. Chắc là vịt trời. Ui. Ok. Đấy. Giỏi chưa? Không phải con vịt anh em nhé. Con vịt không thể nào mà có kỹ năng bay bay nhảy giỏi như vậy được. Ok, mình răng bẫy vào thử anh em ơi. Khi mà nó kiếm ăn xong chắc chắn sẽ lên đậu ở mấy cái cành, cành que này. Giờ nếu mà được thì mình mang cái thòng này ra răng ở dưới mấy cái chỗ kia, mấy cái bờ rào kia. Nhưng mà không thể nào mà xuống được anh em ạ, sâu lắm. À, hay là mình ra góc này đi. Đây rồi. Con này có vẻ như là sẽ ok đây. Ô. Ui. Ui này. Vai thật. Sao cãi chết đây nhỉ? À thật sự luôn. Đó. Mình sẽ cắm vào kiểu này nhé. Hợp lý chưa? Ui xời. Bây giờ nó đi kéo bắt ở khu này. Khu này chạy qua chắc chắn là giống này xuống và cổ nó mắc vào. Hợp lý đấy. Đây, anh em ạ, nó vẫn ở bên kia kìa. Con này lầm lì thôi rồi. Có đúng mỗi một con, chắc là con này nó bị lạc bầy anh em ạ. Di cư về xong rồi bị lạc mất bầy. Ok, bây giờ đợi một lúc xem anh nhé. Không thì mình sẽ qua bờ bên kia để cho nó bay qua bờ bên này. Được, thử xem. Vẫn đang ở cái bờ bên kia anh em ạ. Không chịu về. Ở này vẫn thấy thấp thó bên kia kìa. Cứ hình ra bên này nhé. Muộn quá rồi anh em ạ. Nếu mà mình đi lủi thì nếu mà trường hợp nó hiền thì chắc chắn là nó sẽ bơi thay bên kia này. Bơi qua bơi qua. Nhưng mà sợ là mình đi vào gần nó lại bay tung lên phát thì thôi. Nên là chắc là mình sẽ kỹ nó thôi anh em ạ. Để ngày mai mình lên thăm anh nhé. Xem là nó có bị dính bẫy hay không. Bây giờ chắc là nó chỉ tìm chỗ ngủ thôi. Ngủ thì nó sẽ mào mấy cái bờ bên kia kìa. Anh em thấy cái chuông không? Đây là chỗ của nó anh em nhé. Thôi kỹ nó đi. Mai, sáng mai mình sẽ lên thăm. Nghĩ lớn. Nghĩ lớn định bẫy con. Con vịt chơi. Con chim săn của mình không được ăn, giờ nó phá ra hết này. Ấn này. Lấy kết.
cho mọi người ăn, cho mấy cái này ăn đấy anh em ạ. Trời ơi, về tới nhà trời muộn luôn, tối om sòm luôn. Ra đây. Ở nhà có hai con chim săn này, nói đi cũng phải nói lại là kiểu như như thế nào nhỉ? Lúc nào cũng phải cho nó ăn đấy anh em. Như kiểu trà mào thì mình còn đổ cám và cống, tầm một hôm thì không vấn đề gì, như kiểu hôm nay mình cho nó ăn rồi nè. Còn cái con này thì cứ đến giờ tầm 3 giờ 4 giờ là mình cho ăn. Đây, thịt lá đấy. Ê, từ từ từ, đánh cắt ra cho. Nào ấn. Đây, đấy. Bắt đấy. Ơ. Cặm mặt vào. Ôi rồi. Anh nhìn ấn này. Đấy. Ui. Đấy. Cho bạn nuôi nguyên cái quả cánh luôn. Nuôi này anh em ạ. Xịn chưa? Úi giời ơi. Như quạt. Thôi cho ăn đi. Mình thấy mấy anh em đi bẫy ếch bằng cách này rất là hay. Bây giờ mình sẽ bẫy thử anh em nhé. Đó là mình cho con sâu măng này thò vào cái lưỡi câu, lưỡi câu cá bình thường mình ý. Xong rồi đi gài. Đi gài mấy cái chỗ nào mà thấy nó kêu hoặc là thấy nó xuất hiện ý. Thì tối đi dài là sáng đi thăm là chỉ có dính hàng. Thì không biết là cách này có hiệu quả không. Mình sẽ mang đi gài thử anh em nhé. Trước là mình đi cắm câu con lươn ấy là cũng hay dính con ếch bằng cách này, nhưng mà cái đấy là mình dùng mồi giun, còn con sâu mang thì không biết là ok nhá anh em ạ. Đây, tiện qua mấy cái chỗ này. Ở vườn mình có một con ếch, ếch này thì chắc là cái con mà mình thả rồi quá à. Sao mới bơi kia đi, con này không thấy, không thấy nó kêu mùi, ếch không kêu đâu, nhưng mà mình ra vườn là cứ thấy nó nhảy ụt xuống lã luôn anh em ạ. Đây bây giờ mình sẽ giang thử anh nhé. Cái cần này mà dính câu dính ếch thì coi như được cong, nhìn đường paraboy luôn. Đây này, xem cái chỗ này biết này, cái chỗ nó lên xuống kiểu như ra chỗ này để mà nằm ấy, ngắm trăng ngắm sao. Không biết là nó có ra kiếm ăn không nhé, ban đêm mà trời hơi lạnh. Hôm nào mà trời mưa ấy, ếch ra kiếm ăn rồi. Rồi, ok chưa anh em ơi. Khi mà con ếch nó lên kiếm ăn, nhảy lên nhảy lên, thì thấy con sâu măng này này, đó, đớp vào, chắc chắn là sẽ có hàng. Cái đấy là dự đoán anh nhé, còn không biết có dính hàng không, nó là cả một vấn đề nữa. Giang cái này có để sáng mai có cái mà ra thăm, nó hay hơn. Cảm giác gài bẫy xong rồi đi thăm nó phê lắm anh em ạ. Hôm nay đi gài con bịt trời, lợi đến tận tối o mới về luôn. Mai thăm lại anh em ạ. Thì nếu các bạn thấy video này hay, nhớ cho mình xin một like, một đăng ký kênh. Cảm ơn các bạn nhiều. Hẹn gặp lại người video theo. Bye bye.